Một ngày mới lại bắt đầu rồi và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng. Thưa quý vị, năm 2020 trên thế giới có hơn 147 triệu người ở độ tuổi 80 đến 99, chiếm 1,9% dân số. Trong khi đó thì vào năm 1950 tỷ lệ này chỉ là gần 0,05% mà thôi. Già hóa dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia với các tốc độ khác nhau. Cùng với sự già hóa dân số thì tỷ lệ người già cần chăm sóc sức khỏe hàng ngày càng lớn tại nhiều quốc gia đã và đang phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nghề chăm sóc trở thành một trong những ngành nghề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình sáng nay. Còn bây giờ là những tin tức của Cà phê sáng. Hôm nay theo âm lịch là ngày 10 tháng Giêng, tức là ngày Vía Thần Tài. Trong khoảng một tuần trở lại đây thì giá vàng trong nước đã lập kỷ lục với trên 63 triệu đồng một lượng. Còn trước giờ của ngày Vía Thần Tài, không biết là giá vàng hay là các đồ cúng thần tài như thế nào. Phóng viên của chương trình đã ghi nhận thị trường trong ngày 9 tháng 2. Tại chợ Đồng Xoài, những mặt hàng không thể thiếu trong ngày cúng Vía Thần Tài như hoa tươi, nhang, đèn, giấy tiền được các chủ cửa hàng tiểu thương bày bán đa dạng phong phú nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo các tiểu thương, bộ đồ cúng ngày Vía Thần Tài có đủ loại từ vài chục ngàn đồng đến cả trăm ngàn đồng nhằm phục vụ mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Năm nay, giá các loại đồ cúng thần tài tăng khoảng 5-10% so với năm ngoái. Sức mua của người tiêu dùng cũng khá ổn định. Em biết ông đi ông thần tài nên là mình cũng đi mua đồ về thắp nhang. Cầu mong ông phù hộ cho gia đạo được bình yên, rồi làm ăn gặp nhiều may mắn. Ngoài các sản phẩm để dâng lên mâm cúng thần tài, các mặt hàng bánh chè, xôi có chữ tài lộc hoặc phúc lộc thọ cũng được các tiểu thương bày bán khá bắt mắt. Đây là ngày vía thần tài á, nên là mua về để cúng cho ông, mong muốn nói chung là cái thứ nhất đấy là theo về cái dân gian hoặc là theo về cái từ xưa tới giờ ấy, thì là nói chung là ai mà thắp nhang đầu tiên thì ta cũng phải cầu về cái sức khỏe đầu tiên, rồi là ví dụ là có sức khỏe thì mới có cái tài cái lộc được. Theo quan niệm dân gian, người mua vàng trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng sẽ có được phúc lộc, sung túc, sẽ may mắn tài lộc cả năm. Do đó, người dân cũng đã có mặt tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài để mua các loại trang sức. Đi mua để cầu may, tài lộc cả năm, sung túc vậy thôi. Ngày vía thần tài được coi là ngày quan trọng trong năm, đặc biệt là đối với những người làm ăn kinh doanh. Vào ngày này, việc sắm sửa lễ vật cúng thần tài, mua vàng cầu may diễn ra rất sôi động bởi nhiều người tin rằng hoạt động này giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, làm ăn buôn bán thuận lợi. Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 301 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh tới 16% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động xuất khẩu rau quả được các doanh nghiệp duy trì xuyên Tết Nguyên đán. Những lô hàng xuất bán đi khắp các thị trường Mỹ, EU, Australia đã tạo nên kết quả ấn tượng cho ngành này ngay từ đầu năm. Đặc biệt, từ ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần, các cửa khẩu ở biên giới với Trung Quốc đã mở cho các xe chở trái cây của Việt Nam thông quan. Thời gian này, trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu vẫn là chuối, thanh long và mít. Liên quan đến tình hình sản xuất cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định hiện lượng dự trữ trong nước vẫn còn nhiều và Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết. Bộ Công Thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh. Hiện nay, nguồn cung xăng dầu trong nước đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, còn lại 25% là nhập khẩu. Từ trước Tết, nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã nâng công suất lên 103% và từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 đã nâng công suất lên 105%. Hiện nay, dự trữ trong nước đủ lớn. Đồng thời, Việt Nam có đầy đủ các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để bình ổn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất. Chính phủ đã giao Bộ Công Thương có đủ thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, thành phố Thủ Đức sẽ có đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố, đồng thời sẽ là khu vực kinh tế đắt nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch này, chỉ tiêu đến năm 2035, tỷ trọng GDP của thành phố Thủ Đức đóng góp 1/3 GDP của thành phố Hồ Chí Minh và 7% GDP cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và là vùng thành phố trong các hoạt động kinh tế, tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Theo kế hoạch, đến năm 2025, thành phố Thủ Đức thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia. Số lượng các phát minh sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm, đạt mức 25% dân số sử dụng phương tiện công cộng, tăng 60% số km đường phục vụ giao thông công cộng. Cho đến nay, các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án đưa sinh viên trở lại trường học tập trung từ ngày 14 tháng 2. Đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian học online để phòng chống dịch COVID-19, sinh viên của trường sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2 năm 2022. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 tháng 2, sinh viên cũng sẽ trở lại học tập trung tại trường. Kế hoạch đưa sinh viên trở lại trường học tập trung được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14 tháng 2 và đợt 2 từ ngày 28 tháng 2. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố cho biết, từ ngày 14 tháng 2, sinh viên học thực hành sẽ đến trường học tập trung. Riêng những môn lý thuyết, sinh viên vẫn tiếp tục học online khoảng 2 tuần tiếp theo. Việc cho học sinh đi học trở lại nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch. Chính vì vậy, phải có phương án chuẩn bị điều trị trong tình huống có học sinh mắc COVID-19. Đến nay, tỷ lệ trẻ mắc COVID-19, số ca bệnh diễn biến nặng, thấp. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp tử vong khi số ca mắc quá nhiều. Do vậy, theo các chuyên gia, yếu tố phòng dịch và không để có quá nhiều trẻ nhiễm bệnh cùng lúc. Khi 20 triệu học sinh đến trường, số trẻ mắc COVID-19 có thể tăng lên, có thể lây nhiễm từ trường về gia đình. Nếu không có các kịch bản phòng chống dịch chi tiết cụ thể khi có trường hợp học sinh mắc, sẽ gây lúng túng cho các trường học khi triển khai thực hiện. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo để đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt kịch bản tập huấn ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học, nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt cộng đồng và học tập trong nhà trường. Bộ Y tế rà soát và có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ em mắc COVID-19 theo 2 tầng, tự theo dõi chăm sóc tại nhà và trường hợp phải nhập viện điều trị. Bộ Y tế căn cứ ý kiến chuyên gia đưa ra cuộc họp để tổ chức tập huấn cho tất cả các y bác sĩ chuyên khoa nhi, đồng thời có hướng dẫn chỉ đạo tăng cường bảo vệ khoa nhi tại các bệnh viện trên cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý đề xuất về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội kể từ hôm nay, ngày 10 tháng 2. Theo đó, các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật phải thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các quy định của Trung ương và thành phố về đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hà Nội cũng đã cho kết nối vận chuyển hành khách bằng mô tô, xe gắn máy hai bánh hoạt động trở lại để phục vụ tốt hơn người dân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng vận chuyển chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe, đảm bảo các quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành quy định dừng chở khách, hàng hóa bằng xe máy, gồm cả xe ôm công nghệ, giao hàng công nghệ. Trữ lượng cà phê toàn cầu đang ngày càng cạn kiệt do chi phí vận chuyển toàn cầu tăng cao và vụ mùa bất lợi tại Brazil. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá cà phê thế giới tăng cao trong thời gian tới. Theo dữ liệu do sàn giao dịch ICE công bố, dự trữ hạt cà phê Arabica cao cấp chỉ còn tổng cộng 1,078 triệu bao, tương đương khoảng 193 triệu đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất đối với hàng tồn kho được theo dõi bởi sàn giao dịch New York kể từ tháng 2 năm 2000. Tồn kho giảm đang là một mối lo ngại lớn vì các quốc gia khai thác các sản phẩm từ cà phê không nhập khẩu đủ nguyên liệu từ nước ngoài. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang vượt quá nguồn cung cấp và sẽ là điều kiện để tăng giá bán. Giá cà phê đã chạm mức cao nhất trong nhiều năm, vào cùng lúc lạm phát lương thực cũng đang gia tăng trên toàn cầu. Với tiêu đề Người Pháp phát cuồng vì những món ăn lạ, kênh truyền hình TF1 mới đây đã phát một phóng sự về xu hướng người Pháp ngày càng yêu thích ẩm thực nước ngoài. Trong đó, nem Việt Nam được đánh giá là một trong những món ăn ưa chuộng nhất của người dân nước này. Phóng sự của TF1 cho thấy thực phẩm đến từ Việt Nam ngày càng thu hút khách hàng mua sắm tại chuỗi siêu thị lớn nhất nước Pháp Carrefour. Theo thống kê của Ban Quản lý chuỗi siêu thị, năm qua, nem truyền thống của Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 19% doanh thu các sản phẩm ẩm thực nước ngoài. Xếp vị trí thứ nhất và thứ hai là sushi của Nhật và bắp đổ của Mỹ. Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng vừa triển khai nhiều chương trình trải nghiệm du lịch mới lạ. Một trong những hoạt động trải nghiệm độc đáo đó là chương trình khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm. Đây là sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm đặc sắc hứa hẹn thu hút du khách đến với Quảng Bình. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề, lượng du khách đến với các khu du lịch giảm sâu so với những năm trước. Để kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều chương trình hoạt động như giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch động Phong Nha từ nay đến hết năm 2022, cũng như khởi động nhiều tour tuyến du lịch mới hấp dẫn, trong đó có tour khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm. Tôi đã từng tham gia những cái chuyến thăm Phong Nha ở trước đấy, và sau khi mà tham gia cái chuyến đi mới này thì tôi cảm giác đây là một chuyến đi, một cái hành trình rất là khác lạ so với trước đấy. Chúng tôi được trải nghiệm leo treo một cách rất là tự nhiên, thoải mái và được khám phá những cái di tích, những cái hình ảnh mới hơn của Phong Nha. Khác với các tour khám phá động Phong Nha trước đây, lịch trình khám phá chiều sâu động Phong Nha sẽ bắt đầu vào buổi chiều tối. Sau khi du khách được trang bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến một số quy định đảm bảo an toàn và bảo tồn hang động, du khách tự chèo kayak khám phá chiều sâu bí ẩn của hang động, ngắm những khối thạch nhũ đá lung linh huyền ảo, những ký tự của người Champa cổ khắc lên vách đá, trung cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng thì thành lập cái tour này thì mục đích là để đa dạng hóa dịch vụ và đặc biệt có một trải nghiệm về đêm cho khách. Thì bởi vì khi tới Phong Nha bây giờ thì nhiều du khách họ còn e ngại cái việc lưu trú lại bởi vì không có cái gì để chơi, và đặc biệt là dịp Tết thì những nhóm nghỉ và người ta sẽ có nơi để trải nghiệm nhiều hơn. Và bây giờ thì có nhiều điểm thì hiện nay cũng vì lý do thì đang ảnh hưởng của Covid thì người ta chưa mở cửa, nhưng Phong Nha thì mở cửa đang đón khách với 3 cái lựa chọn khác nhau. Ban ngày thì có 2 lựa chọn và ban đêm thì có 1 lựa chọn để tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng. Sau khi kết thúc lộ trình khám phá vẻ đẹp bí ẩn của động Phong Nha về đêm, du khách sẽ được tham gia bữa tiệc BBQ ngoài trời với những món ăn mang đậm hương vị quê hương. Đây thực sự là một chuyến đi hấp dẫn lý thú, giúp giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc. Một chuyến du lịch trải nghiệm hết sức mới lạ trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, sống ảo, cụm từ đã trở nên quen thuộc với nhiều người trong thời công nghệ. Với một bộ phận du khách trẻ, khi đi du lịch, đi phượt để có những bức ảnh đẹp, độc lạ, có những người đã mạo hiểm với tính mạng. Thực tế đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra như tại Phú Yên ngay trong những ngày đầu xuân. Sự việc đáng tiếc với 2 du khách vừa tử vong tại Phú Yên một lần nữa cảnh báo du khách khi du lịch tại các khu vực ven biển, gành đá cần chú ý các biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Bởi hiện nay, rất nhiều nơi có địa hình nguy hiểm khác cũng đã và đang trở thành điểm đến ưa thích của nhiều nhóm du khách. Vì thế, du khách cần chủ động thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Trong đó, tuân thủ các nội quy, bảng chỉ dẫn khi đi du lịch, không đến các khu vực không an toàn, không cố tình quay phim chụp hình nơi không được phép, cảnh báo khi thấy du khách khác vi phạm, không chen lấn xô đẩy gây ồn ào mất trật tự, không phá hoại môi trường cảnh quan khi đi du lịch. Thông tin về giải Oscar sẽ mở đầu cho phần tin thế giới để thú vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam thì danh sách đề cử các hạng mục của giải Oscar lần thứ 94 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã được công bố. Đáng chú ý là tác phẩm về miền viễn Tây The Power of the Dog đã nhận được nhiều đề cử nhất với 12 đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng. Theo bảng xếp hạng, The Power of the Dog nhận được đề cử tại các hạng mục phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, kịch bản truyền thể xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất. Đây là điều dễ hiểu bởi tác phẩm điện ảnh này đã gây tiếng vang lớn khi giành giải phim chính kịch hay nhất, một trong những giải quan trọng nhất trong khuôn khổ giải thưởng Quả cầu vàng 2022. The Power of the Dog dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage với nhân vật chính là Phil Burbank do nam tài tử Benedict Cumberbatch thổ vai. Một cowboy sống ở miền Tây nước Mỹ luôn tỏ ra xa trưởng nhưng thực chất để che giấu bí mật của bản thân. Cùng cạnh tranh với The Power of the Dog ở hạng mục phim xuất sắc nhất còn có tác phẩm khoa học viễn tưởng Dune và Belfast. Mỗi phim này cũng được nhận tới 10 đề cử tại giải Oscar 2022. Tuy nhiên, gây bất ngờ lớn nhất là tác phẩm Rimeca của Nhật Bản có tên đề cử cho các hạng mục phim hay nhất, phim quốc tế xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Với những đề cử này, Rimeca được kỳ vọng lặp lại thành tích của Parasite, phim của Hàn Quốc, từng đạt giải thưởng phim hay nhất và phim quốc tế xuất sắc nhất tại giải Oscar 2020. Rimeca được kỳ vọng có thể giúp tiếp tục nâng tầm điện ảnh châu Á trên trường quốc tế. Nữ ca sĩ Adele đã thắng lớn tại lễ trao giải Brit Awards lần thứ 42, giải thưởng âm nhạc danh giá thường niên của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh. Khi giành chọn cả 3 giải thưởng lớn nhất, sự kiện đã đánh dấu một mùa giải thưởng với nhiều thay đổi. Tại lễ trao giải Brit Awards 2022, Adele, ca sĩ kiêm tác giả ca khúc sinh ra ở London đã nhận giải thưởng bài hát của năm cho đĩa đơn It's Still On Me, giải album của năm cho album 30 và vượt qua những tên tuổi lớn khác để giành giải nghệ sĩ của năm. Tôi tự hào về bản thân vì đã giữ vững niềm tin và cho ra đời một album có ý nghĩa với cá nhân mình. Brit Awards 2022 cũng đánh dấu năm đầu tiên giải thưởng danh giá này loại bỏ việc phân chia các hạng mục riêng biệt với nghệ sĩ nam và nữ. Adele đã trở thành nghệ sĩ của năm đầu tiên của giải thưởng này thay vì nữ nghệ sĩ của năm và nam nghệ sĩ của năm như mọi khi. Tương tự, nữ ca sĩ người Mỹ Billie Eilish đã nhận giải nghệ sĩ quốc tế của năm thay vì chia cho nghệ sĩ nam và nữ. Một nữ ca sĩ Mỹ khác là Olivia Rodrigo giành giải thưởng bài hát quốc tế xuất sắc cho Good For You, trong khi giải nhóm nhạc sĩ quốc tế của năm thuộc về bộ đôi A&B người Mỹ Houston của ca sĩ Bruno Mars và rapper Anderson Park. Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Theo ước tính thì chẳng bao lâu nữa, dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm hơn 1/5 tổng số dân của Hàn Quốc. Do đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng này tại đây đang rất phát triển. Là những người dễ bị tổn thương hơn, cho nên là các dịch vụ chăm sóc tại đây không chỉ đáp ứng đầy đủ về vật chất mà còn chú trọng đến đời sống tinh thần của người cao tuổi. Bà Chang Myong-cha, 64 tuổi, đã chăm sóc một bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở độ tuổi 80 trong hơn một năm qua. Công việc một ngày của bà bao gồm chuẩn bị bữa sáng, giúp bệnh nhân ăn uống và đi lại. Ngoài việc hỗ trợ về mặt vật chất, bà đã trở thành một người bạn thân thiết với bệnh nhân. Công việc không hề dễ dàng, nhưng bà cho rằng đây là nghề nghiệp của tình yêu thương. 5 năm trước, tôi bị bệnh và cần phải phẫu thuật. Ngoài gia đình, tôi còn nhận được sự giúp đỡ của người chăm sóc. Từ đó, tôi muốn trở thành người có thể giúp đỡ những người khó khăn. Bà Trang là một trong số 450.000 nhân viên chăm sóc đang làm việc tại Hàn Quốc và số lượng những người bạn đồng hành vô giá này dự kiến sẽ tăng lên trong bối cảnh một xã hội đang già đi nhanh chóng. Đến năm 2025, những người từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ chiếm hơn 20% dân số Hàn Quốc. Học viện này mới được thành lập ở Seoul cách đây 3 năm, số lượng học viên đăng ký tăng lên mỗi năm. Học viên của chúng tôi đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua. Đã có 280.000 người tham gia kỳ thi chăm sóc viên quốc gia vào năm 2021, tăng rất nhiều so với năm 2019. Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi, học viên phải trải qua 240 giờ giáo dục chuyên môn. Xã hội đang cần những người chăm sóc hơn bao giờ hết. Ngày càng nhiều người cao tuổi mắc bệnh nhưng lại thiếu người nhà chăm sóc. Tuy nhiên, những người chăm sóc này đôi khi cũng cần nhận được sự giúp đỡ. Việc chăm sóc có thể làm hao mòn thể chất và tinh thần của con người. Để ngăn chặn tình trạng kiệt sức, giờ làm việc phải được điều chỉnh, đồng thời đảm bảo các buổi tư vấn và nghỉ phép có lương. Trong một xã hội già hóa, hệ thống chăm sóc cần được quan tâm cải thiện kịp thời để đáp ứng được nhu cầu của cả những người chăm sóc và được chăm sóc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.